Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về chứng minh một biểu thức chia hết cho một số. Thì mình lấy ví dụ bài 2, thì mình giải bài A nha các bạn. Thì hãy chứng minh N mũ 5 trừ N chia hết cho 30. Thì ở dấu hiệu chia hết thì các bạn chỉ có dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, hoặc nâng cao hơn là chia hết cho 4, chia hết cho 8, chia hết cho 25, chia hết cho 10, 1, chia hết cho 10. Ở đây không có dấu hiệu chia hết cho 30. Nên thứ nhất các bạn phải biết 30 các bạn tắt ra thành 2 nhân 3 nhân 5. Và ba thằng này có duy nhất một ước, đó chính là 1. Ước chung là 1. Ok chưa? Các bạn phải cố gắng tách cái số người ta cho nè ra thành nhiều số hoặc là hai số, sao cho phải đảm bảo rằng những thằng đó chỉ có duy nhất một ước là 1. Ok chưa? Rồi, vậy để chứng minh nó chia hết 30 thì các bạn phải chứng minh nó chia hết cho 2, cho 3 và cho 5. Thứ nhất, được chưa? Thứ hai các bạn phải cần nhớ đó là tích của ca số tự nhiên liên tiếp, liên tiếp sẽ tồn tại một cái bội của ca sẽ chia hết cho tích đó. Bạn cần nhớ điều này. Thôi bắt đầu mình giải các bạn. Thì câu A ta có N mũ 5 trừ N ta có nha. Khi bằng, các bạn mang N ra, còn N mũ 4 trừ 1. Rồi N mũ 4 thì các bạn tắt thành N mũ 2, tất cả mũ 2 trừ 1 chính là 1 mũ 2. Đây chính là hằng đẳng thức số 3. Vậy bằng N hiện đại nè, ra N bình trừ 1 nhân N bình cộng 1. Tiếp tục các bạn tắt tiếp hằng đẳng thức, ra N trừ 1 N cộng 1 N bình cộng 1. Tiếp tục các bạn này là tiếp tục tắt tiếp, làm sao để ra được 1, 2, 3. Đây là 3 số liên tiếp rồi. Vậy muốn chia hết cho 5 thì các bạn phải tìm tiếp 2 số liên tiếp nữa. Rồi thì mình sẽ tắt nha. N trừ 1 N cộng 1 viết lại nè. N bình cộng 1 thì mình tắt thành N bình trừ 4 cộng 5. Trừ 4 cộng 5 có phải cộng 1 nè. Đúng rồi. Rồi mình kết hợp hai này lại. Vậy sẽ bằng là N trừ 1 N cộng 1 nhân cho N bình trừ 4. Rồi và cộng cho N trừ 1 nhân cho N cộng 1 nhân cho 5. Được chưa? Đây, nguyên cái đống này nhân cho cái này, nguyên cái đống này nhân cho cái này, nhân cho số 5. Rồi bằng N trừ 1 N cộng 1 và cái là N trừ 2 N cộng 2. Rồi, cộng N trừ 1 N cộng 1 nhân 5. Rồi bắt đầu các bạn nhìn nè, các bạn đang nhìn nha. Bắt đầu mình liên kết nha. Thì hai số, số này và số này, hoặc là số này với số này là hai số gì ạ? Liên tiếp nhau thì sẽ có số chẵn và số lẻ. Vậy thứ nhất nó chia hết cho 2. Ok chưa? Tiếp theo ba cái số này liên tiếp nhau sẽ tồn tại một cái bội của 3, vậy chia hết cho 3. Tiếp theo 1 2 3 4 5, 5 số vậy chia hết cho 5. Chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5. Vậy này chia hết cho 30. Tương tự đây, hai số liên tiếp chia hết cho 2, ba số liên tiếp chia hết cho 3. Đây có số 5 vậy chia hết cho 5, vậy chia hết cho 30. Và suy ra cả cái đống này chia hết cho 30. Và các bạn kết luận N mũ 5 trừ N chia hết cho 30. Ok chưa? Rồi, còn câu B và câu C các bạn hãy tự suy nghĩ và giải. Nếu bạn nào chưa giải được, các bạn hãy comment ở phía dưới, mình sẽ dẫn đoạn clip riêng để hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.